Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Imāya dhammānu dhamma paripatiya buddhaṃ pūjemi. Imāya dhammānu dhamma paripatiya Thammang po che mi imaya thammanu thamma paripatiya sangkhang po che mi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, hộ trì quý vị thính giả được sự an vui, tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về bốn điều mà người đời không có ngăn ngừa được, không ngăn chặn được. Bốn điều đó là gì? Bốn điều đó là trong chúng ta, mọi mọi chúng ta đều có bốn điều đó. Như thế nào mà gọi là không ngăn ngừa được? Chúng ta luôn luôn một đời sống chúng ta tìm cách ngăn chặn bất cứ cái gì. Với nghị lực ngoài đời cũng như trong đạo, ta tìm cách để ngăn chặn những cái gì mà xảy ra. Mà cái gì mà gọi là không ngăn ngừa được, không ngăn chặn được, thì có bốn theo một vị chánh đẳng chánh giác dạy. Thứ nhất gọi là sự già. Sự già không ngăn chặn được. Tuy rằng khoa học tiến bộ ngày hôm nay, giới tục đế ta làm cho mất cái già, nhưng vừa chừng đế giới tuệ minh sát thì luôn luôn là chúng ta thấy già. Thì cái bệnh không vậy, cái bệnh này không có ngăn chặn được. Khoa học tối tân thế kỷ 20, 21, nhà thương bác sĩ đài chặn đứng cái bệnh, nhưng bệnh vẫn tiếp tục. Và cuối cùng đó là cái chết. Chỗ mà nơi để là chặn đứng nó, thì nơi đó là nơi chết. Cuối cùng nơi đó là nơi chết. Vậy làm sao? Rồi còn một cái không ngăn chặn nó được nữa là cái nghiệp. Khi chúng ta nói tới cái nghiệp, có tốt và có xấu, đó là cái nghiệp. Và cái nghiệp này nó gọi là trả quả. Vì cái mà Đức Phật nói không làm gì được là như vậy đó. Bây giờ cái nghiệp cũng vậy, không làm gì được nó, không ngăn chặn được nó. Có hai cái nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp ác. Ở trong kinh Pháp Cú, một câu kêu một sống đối: tâm trước nhất đi tới đối tượng và có tâm sở theo sau. Và khi tâm sở này suy nghĩ bất thiện, bắt đầu hành động bất thiện, lời nói hoặc hành động bằng thân, rồi có quả theo giống như bánh xe lăn theo chân con bò. Bây giờ nghiệp thiện cũng vậy, tâm bắt đầu tới trước và tâm sở tại sao,
Và khi chúng ta suy nghĩ với tâm thiện, nói và hành động, quả trả cho chúng ta giống như bóng theo hình. Chúa dạy cho chúng ta thấy rõ lời dạy của Đức Phật một câu kệ và phân ra cái nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp ác. Như vậy nghiệp thiện sau khi hành động rồi, nó quả trả cho chúng ta rất là nhẹ. Đây là nói với người Phật tử hiểu rồi, hiểu luật nghiệp báo, chúng ta mới cố gắng tránh nghiệp dữ. Làm những nghiệp nhẹ nhàng, chứ không phải làm nghiệp nặng mà đi đâu phải lôi kéo giống như con bò mà kéo xe. Và nghiệp nhẹ giống như bóng theo hình. Cái gì mà ngăn chặn được cái bóng? Không có ngăn chặn được. Ở trong chú dạy, cái giải thích, dù một người đó dùng lời dịu ngọt, thì bóng, bóng ơi bóng đừng theo ta, ở lại đây để cho ta đi, bóng nó có nghe lời không? Hoặc là dùng lời thô tục, cộc cằn, chửi mắng nó, bao nhiêu bóng cũng theo mình. Đây là cái nghiệp, nghĩa là không ngăn chặn nó được, làm rồi tự nhiên nó theo. Nhưng khi mà nói cho này chúng ta nói là nghiệp thiện. Mấy năm đều quán tưởng, khi mà chúng ta quán tưởng chúng ta mới thấy chúng ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình. Bây giờ chỗ câu này là ta đi với nghiệp của ta, ta đi với nghiệp của ta. Dù cho tốt xấu tạo ra từ mình, tốt hoặc xấu tạo ra cho mình. Nhưng cái câu kết luận, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh cơ thể. Bây giờ khi mà nói kết quả của nghiệp đó, theo ta như bóng theo hình, đây là nói một người Phật tử hiểu luật nhân quả rồi, bắt đầu làm những việc thiện. Thầy việc thiện này là theo ta giống như bóng theo hình nhỉ? Nhưng bởi nó nhẹ nhàng. Nếu mà giống như bóng theo hình, đi sanh ở đâu? Phải sanh làm người, làm trời. Đó là nghiệp thiện đại như vậy đó. Và bất thiện, bốn đường ăn đạo. Vậy thì cõi rõ ràng quá, không còn thắc mắc gì. Cái lời cõi này là cõi chúng ta tu, chứ không phải cõi hưởng phước. Cõi hưởng phước bắt đầu tứ đại thiên vương. Cao hơn cõi này, 500 năm tuổi của cõi trời, tứ đại thiên vương, bằng 9 triệu năm, và tam thập tam thiên 36 triệu, cứ nhân nhân như vậy đó. Quỷ đêm năm mà quỷ mệt luôn, đến đêm năm mà mệt luôn, vì nó nhiều quá đi, sanh đi, lâu. Ở cõi tha hóa tự tại, 100 năm ở đây, ở cõi tha hóa tự tại chỉ một tiếng rưỡi, người ta đi, vườn qua chưa chấm dứt ở đây hết một tuổi rồi, một cuộc đời rồi vì thế. Vậy là quý vị cố gắng một tí thôi. Quý vị trên cõi trời là khỏe ra, không phải ngồi đây mà đau khổ như ngày hôm nay nữa. Ngồi thấy đau, đau, đau. Và đau nó không cố gắng nữa. Quý vị thấy con bò nó mà kéo xe quý vị cần như thế nào? Lui thì bánh xe nó đẩy lại, tới là phải kéo xe, lui không được. Cái nghiệp chúng ta không ngăn cản nó được. Thấy rõ ràng, già được khoa học thấy ngồi lắm nó lầm. Không bây giờ quý vị thấy già đâu, nếu người nói già quý vị, khi mà khoa học nó làm rồi đó, quý vị thấy tươi tỉnh, một người chết rồi ở trong hòm quý vị đó, nhìn thấy nó tươi làm sao, thấy hồng hào. Không thấy là người đó đẹp, xin lỗi, không thấy là người đó xấu. Làm sao xấu được? Là tới vậy đó. Khoa học rất là khéo. Không cho mình sợ một người nào chết. Nhưng mà sự thật, nếu tụi mình xác có gì đó, nhìn thấy người đó đẹp, vì ở một mình quý vị dám nhìn không? Dám nhìn người đó đẹp lâu không? Phải đông người, có người đó đông phải
nhìn cũng không hết lòng nữa, nhìn mà cố gắng mình nhìn nó thôi. Vậy là chỉ cho người thân đó mới là thương nào, là như vậy. Vì thế không ngăn chặn được, và không ngăn chặn được bệnh, không ngăn chặn được cái chết, cái nghiệp. Về tới là cái nghiệp này, quý vị Đức Phật làm dạy như thế nào? Chấp nhận. Thiền minh sát này là một cái hay, mà không phải hay, người đó nói hay, mình thấy nói hay mà xuôi theo khen, không phải như vậy. Vì hành hành nó thấy nó hoan hỷ. Thế vi diệu trong nội tâm của chúng ta, khi chúng ta hành lâu nó vi diệu là như vậy đó. Vì thế chúng ta mở được cái nghiệp của chúng ta, giải quyết được vấn đề nghiệp của chúng ta. Mà Đức Phật dạy cái nghiệp là như vậy, chúng ta phải chịu. Như vậy trong tam giới là như vậy đó, luôn luôn là nghiệp báo. Luôn luôn là nghiệp báo. Vì thấy cõi này đó, chúng ta nhìn đó, đã hiện, thể hiện cái nghiệp báo cho chúng ta thấy. Đôi khi Đức Phật dạy chúng ta có bốn hạng người: người như địa ngục, người như ngạo quỷ, người như súc sanh, bắt người như người, và người như thiên. Như thế nào người như địa ngục gì đó, người nó đau khổ lắm, khổ sai á, khổ sai hành hạ, nó địa ngục ở trần gian. Khi xưa Đức Giáo dục ngài tạo một cái địa ngục đó, bồng lai đó, ai vô trong đó là giết à. Khi ngài còn quyền thế đó, sau khi ngài phá bỏ, ngài gặp Phật pháp rồi, ngài hiểu lãnh hội, ngài phá, ngài ráng tu để giải thoát cái nghiệp báo. Cái tu này chúng ta tu để giải thoát cái nghiệp báo đó, bằng không tam giới luồng nghiệp báo, gọi là cực trọng nghiệp. Đắc thiền á, quy ngồi vậy đó, ngồi thiền định, không phải thiền minh sát, chỉ theo dõi hơi thở thôi, có 40 đề mục. Người ta trụ tâm trong đề mục đó, và tâm nó định trong đề mục đó, và nó đạt được thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tùy theo đối tượng người ta niệm. Ví dụ hơi thở, quý vị niệm hơi thở mà quý vị chuyển thành thiền minh sát. Còn những cái phương pháp khai thiền định, niệm hơi thở, giữ hơi thở, yên lặng trong hơi thở là đạt thiền, đạt được thiền, là thành sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Người đó thân ngoại mạng chung gây lực cực trọng nghiệp, đi sinh vào cõi trời sắc giới. Nghĩa là hơi thở tắt cả, người đó đi sinh vào cõi trời sắc giới. Người đó đạt được thiền, luôn luôn là tập. Những vị như vậy thường thường đi vô núi, là ở trong rừng núi vậy đó, để luyện sở đức thiền. Người đó giống như có hai con mắt, rồi bây giờ một con mắt đuôi, rồi còn một con mắt đó, một con mắt nhưng bị gìn giữ con mắt đó, sợ con mắt đó đuôi, cũng như được thiền rồi đó. Nếu mà đức thiền cái như là không có thành công, sợ luân hồi, nghĩa là sợ sanh ở trong cõi thấp, rồi đạt được thiền thì sanh vào cõi cao, ráng giữ thiền như vậy, nó gọi là thiền định. Còn cái gì thiền để gọi là thiền minh sát khác, để phát sanh trí tuệ. Như vậy gọi là chúng ta không có ngăn ngừa cái nghiệp được, không chặn được. Đây nói về cái nghiệp cũ. Và chúng ta đổi được nghiệp trong lúc nào? Đổi được nghiệp trong lúc bây giờ đó. Trong lúc bây giờ, trong kiếp này chúng ta đổi, trong kiếp ngay trong kiếp này chúng ta đổi được nó. Vì vậy chúng ta mới lời tu để chúng ta đổi nghiệp chúng ta. Thay vì chúng ta nhìn thấy người như địa ngục sợ lắm, người như súc sanh, vì thấy người như ngạo quỷ, người súc sanh, người ngạo quỷ đói khát, người như người như thế nào, làm sao người như người đó là người trí thức ở trên thế gian này, người như người hoặc người như tiên,
Bây giờ chúng ta thấy vẫn còn ở trong luật luân hồi, làm sao chúng ta giữ giữ tâm chúng ta được? Khi mà chúng ta biết rồi, vậy quý vị mới quyết định đi tu để trau dồi nghiệp, để giải thoát cái nghiệp bất thiện. Cái thiền minh sát có một sức mạnh trau dồi tâm, diệt trừ được bất thiện tâm do minh sát tuệ. Một người Phật tử mà đạt được cái quả của thiền minh sát, người đó không còn luân hồi. Như vậy quý vị thấy, cái luân hồi như vậy đó, hoài như vậy đó, bây giờ cái ngày hôm nay gọi là luân hồi. Nếu chúng ta không hiểu, không gặp Đức Phật á, hôm trước sư giải thích về vấn đề bốn cái khó, nếu không gặp Đức Phật á, thì chúng ta vẫn là luân hồi. Dù làm vua, làm chúa, làm tướng tá gì cũng luân hồi rồi, biết bao nhiêu nghiệp, biết bao nhiêu nghiệp trong một cuộc đời của mình chúng ta tạo nghiệp rồi đổi mà không ra khỏi luồng nghiệp như vậy đó. Để gặp một vị giải thoát, mài mới chỉ phương pháp và chúng ta, để chúng ta khi một người nghĩa giải thoát này, giải thoát cái nghiệp đó. Mà muốn giải thoát cái nghiệp, giải thoát cái tâm của chúng ta bất thiện tâm mà nó lôi cuốn chúng ta vào bốn đường ác đạo bất thiện tâm. Vì vậy khi mà chúng ta hiểu được tâm như thế nào gọi là tâm, vì lại ngồi thiền của vị mới thấy được tâm. Mà khi thấy được tâm của vị, thấy như thế nào là tâm, mình không làm chủ được tâm, bao nhiêu gọi là làm chủ được nó. Ngồi làm chủ được tâm không phải là theo dõi thôi, ở chỗ này là để có một chút định, để mà phát sinh sự hiểu biết, hiểu được thân như thế nào, để hiểu được thân như thế nào, thấy được thân như thế nào, thấy được tâm như thế nào. Mà hồi nào tới giờ đâu có tập, bây giờ mới tập quý vị thấy. Rồi tập mới thấy thân và mới thấy tâm, mà rồi thân này biết bao nhiêu cái gì mà ở trong thân này. Ở trong sớ gọi là quán thân bất tịnh. Thân là như vậy nè. Nếu mà chúng ta đi trong thân này toàn là bất tịnh, giống như một bao bố vậy đó, và để đủ hộp thóc trong đó hết à, mở bao bố bắt đầu lấy từ từ hộp ra, tất cả không còn cái gì là hộp thóc. Thì trong con người của mình như vậy, chỉ lấy một lớp da này ra ngoài, bắt đầu y khoa nó mổ đó, quý vị thấy đủ hết trong đó hết. Như thế nào? Bất tịnh. Rồi quán, khi mà chúng ta quán thân này, nhận thân luôn luôn là bất tịnh theo cái sớ. Rồi cái thọ, thọ luôn luôn là khổ. Quán thọ có gì thấy, ngồi lát nó lên chỗ này, lát nó lên chỗ kia. Đôi khi ví dụ thân này giống như là thân này giống như bọt, bọt là bọt nước đó, không nhúc nhúc bọt nữa. Nó bây giờ mới bọt nước nổi à, bây giờ thọ giống như bọt nước mà nổi bể à, bây giờ chúng ta nổi giống như bọt nước à, giờ bắt đầu trong này có bọt nước bể, nổi cho này đau, nhìn cho nó bể mất rồi, nó nổi cho này, nhìn nó bể mất, nổi giống như bọt nước, nổi rồi bể, nổi bể cái thọ. Rồi cái hành á, bắt đầu biết bao nhiêu cái hành á, hành gọi là tâm sở hành, 52 tâm sở nằm, bỏ ra hai cái tưởng, thọ tưởng hồi nãy thọ sư giải thích rồi, giống như là bọt nước và bể. Cái tưởng này nè, 50 tâm sở thì giống như là cây chuối. Cây chuối của gì mà cái chuối lớn của gì lột từ sớ cuối cùng không còn cái gì, không có lõi. Thầy trong con người của mình lấy cái này ra, lấy cái này ra, lấy một tâm sở đó hết, không còn cái gì hết, không có lỗi chút nào hết. Rồi nói về cái thức, thức giống như vợ bổ nha, lát nó ở tay,
màu sắc đó, ô nó ở mắt nè, mùi lại nó chảy lại mũi, vị chảy nó lại lại lưỡi, à, nó giống dạo bộ mà mệt theo nó mà mệt, lắc nó ở chỗ này, lắc nó ở chỗ kia, rồi ngồi thiền chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta mới để cho này, mới không biết được mấy phần xẹp nè, không biết được bao nhiêu ở trong thân bao nhiêu, nói là thân này thân của tôi lo cho thân này một ngày tới tối đủ chuyện hết lo, à, nào là cất nhà cho tốt cho thân này ở, xe đẹp Mercedes 2010, mà tâm có thấy ngồi trong xe, thân thì ngồi trong xe, tâm ở ngoài xe. Mà cất nhà tốt chừng nào bắt đầu ở ngoài, không ở trong nhà. Phải trả tiền nhà rất là cao, phải ở ngoài. Phải ở ngoài đi lo mà kiếm tiền để trả. Nhà nó tốt chừng nào bắt đầu không ở trong nhà tốt. Mà xe tốt bắt đầu ngồi trong xe mà tâm ở ngoài xe. Vì vậy khi mà ngồi thiền mình mới thấy mới vừa một phòng xẹp mất. Mà không biết đi đâu. À, 1 phút, 2 phút, 3, 4 phút, 4, 5 phút gì không biết nữa. Đi mất rồi. Rồi đắc lại nó bắt đầu đi mất nữa. Như vậy đó. Vì vậy mình mới thấy cái tâm của mình. Sửa, mới sửa đó bắt đầu đó. Vì vậy hồi nào tới giờ cái nghiệp mình. Tất cả chúng ta sống như phản ứng. Phản ứng, thấy mà chúng ta phản ứng nào, bắt đầu nhìn cho bắt đầu thích không thích, so sánh cho bắt đầu thích không thích, có bao nhiêu đó thôi, màu sắc tới bắt đầu so sánh là cái này với cái hôm qua và cái này ngày mai làm sao có, so sánh liền như vậy, âm thanh tới cũng như vậy, luôn luôn là chúng ta không sống trong hiện tại. Khi tập như vậy chúng ta mới thấy được tâm chúng ta. Và chúng ta chỉ sửa tâm chúng ta. Tại sao? Cái nghiệp chính là do bàn tay chúng ta tạo nó ra. Cũng như chúng ta làm bánh, một rồi bắt đầu chúng ta nặng biết bao nhiêu bánh, chính bàn tay chúng ta nặng thành ra bánh. Mà nặng ra bánh như vậy, tự động nó nặng ra bánh tâm. Ở trước đó tâm, tâm đó như thế nào? Tác ý. Vì vậy khi mà nói là tác ý là một cái tâm sở. Và tâm sở ở đâu? Tâm vương chỉ một thôi. Tâm vương giống như nước. Thức. Nước rất là trong. Nhưng 70 năm mấy tâm sở này biết là trong hãng buôn bán, trong cái shopping đó, biết bao nhiêu màu. Và nước trong thì quý vị lấy màu, mà ở trong màu nó màu sơn, nó quý vị biết là bao nhiêu chục màu sơn. Rồi bắt đầu lấy màu đỏ, bắt đầu pha trong cái màu trắng đó. Muốn vàng, bắt đầu nó lấy đó, nó cân, nó đổ, nó có đồ pha. Rồi lát nó muốn vàng, muốn hồng, muốn gì, bắt đầu nó pha. Đầu tiên màu trắng. Rồi bắt đầu muốn màu gì, bắt đầu lấy màu và bỏ vô. Nà, rồi nó pha đưa về cho mình. Như vậy, cái tâm của mình giống một trạng thái của mà nước nó trong hoặc là màu, nó màu trắng. Mà khi tâm sở này giống như là màu, khi mà màu bỏ vô trong nước trong được, bắt đầu nước trở thành đục, màu trở thành đổi, dầu đó, dầu sơn đổi màu. Đó là tâm sở. Thì có 7 tâm sở gọi là biến hành tâm sở. Trong lúc nào cũng có 7 tâm sở đó. Tiếng bởi lên là Phasso, Vetana, Chetana, Ekakata, Chivitanriya, Manasikara. Dịch ra là xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn, sự chú ý. 7 tâm sở này luôn luôn có mặt với tâm vương. Thì ví dụ cũng như là một vị tổng thống đi, cái dùng chữ tiếng Anh gọi là bodyguard, cũng như hộ vệ, thì 7 tâm sở này luôn luôn có mặt với tâm vương. 7 tâm sở này làm việc chung với tâm vương. Rồi 6 tâm sở khác gọi là biệt cảnh,
trường hợp mới có mặt. Tiếng Pali là vitakko vicharo athimoko viriyang paiti chanto, tầm tứ quyết định tinh tấn hỷ dục. Sao tâm sở này đặc biệt mới có, đặc biệt như nào mới có tâm sở? Quý vị ngồi thiền mới có cái tầm, mới có tứ, bằng không bảy tâm sở kia xúc thọ tưởng tác ý nhất tâm bằng căn chú bắt đầu xẹt xẹt thì có mặt, có đâu có mặt. Nhưng mà khi một người hồi thiện bắt đầu như thế nào là tầm, bắt đầu tầm chú tâm là chánh chú tâm, dùng manasikara trong tâm sở, biến hành tâm sở, hành giả công thức của ngồi thiền, luôn luôn khi ngồi thiền các vị hướng dẫn hãy chú tâm manasikara, sự chú tâm, cái sự chú tâm luôn luôn có mặt ở trong bảy tâm sở. Nhưng bây giờ trở lại ghi nhận sự chú tâm, chú tâm trong đó bắt đầu nó nổi bật. Như vậy cái trí nhớ này, trí nhớ cũng ở đó bắt đầu ghi nhận là cái vấn đề chú tâm, cái kia có mặt sẵn nhưng mà nổi bật chú tâm. Khi mà chú tâm bắt đầu đưa tâm tới chỗ đó, khi mà đưa tâm tới bắt đầu chánh niệm ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận, vì thế. Như vậy đó là biệt cảnh tâm sở. Rồi bắt đầu quyết định, ở cái đây là thân, cái này là tâm, cái này là thân, bắt đầu thấy tâm tôi rõ ràng, tôi chú tâm nơi đó, tâm tôi ở trong đó. Và theo dõi phòng, biết là phòng, phòng nó đâu có biết gì, mà tâm ở đó nó biết, bắt đầu chúng ta là sự quyết định. Đây là thân, đây là tâm, đây là thân, đây là tâm. Như vậy bắt đầu tinh tấn, mà tinh tấn bắt đầu mới có sự hỷ, nó vui, sự thật đây là đúng, làm như vậy là đúng. Là hỷ dục khiến nó có một sự mong muốn làm, tiếp tục. Vậy đó. Vì vấn đề này mà gọi là pháp dục mà Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, khi mà thấy đúng thông điệp gửi tới như hồi nãy sư mới vừa nói, ngài không biết già như thế nào, sau khi sanh rồi là một hoàng tử, Đức Chúa Tịnh Phạn Vương gìn giữ con, biết là vị con của ngài sau khi này đi tu, vì lý do là thấy già đâu chết, ngài không cho thấy. Nhưng mà cái nghiệp ba la mật tới khiến cho thông điệp quỷ trời đem thông điệp đó gửi cho biết, gửi cho thấy, thấy già, ngài dược mình điện đi kinh lý, hỏi đó là ai, sa nạc đó là già, ngài dược, ủa cái đó là già, tại sao già, à, ai cũng già như vậy, ta vậy, ngài cũng vậy, bắt đầu ngài dược mình điện, ủa ta vậy sao, bắt đầu ngài hốt hoảng. Ngài kế đó ngài đi bệnh nào, vì thấy bệnh ông bệnh ở đây là xin Medicare để kết, ngài vua bắt nào người bệnh bắt đầu mà ơi con đau quá đi, ngài có Medicare Medicare không, rồi ngài nói trời ơi Medicare Medicare làm sao để xin ngài, ngài là vua là con đau khổ bắt đầu tới xin ngài, người này là với ngài, ngài này người bệnh bệnh như nào, ta ngài cũng vậy đó, rồi lại xin ngài mà ngài cũng sẽ như vậy, ngài xin ai vậy, bắt đầu ngài sợ luôn. Rồi ngày thứ ba nữa bắt đầu chết, đã ra thấy một cái chết, nếu quý vị điên độ mới sợ luôn, đâu có họ mà nổi chết, bắt đầu người ta đang giống như là thang vậy đó, thang rồi cho người đó nằm trên đó, người nữ che cái một miếng vải đó màu khác, người nam màu khác, trẻ màu khác, già màu khác, rồi khiêng đi chôn. Ngài thấy mấy cái đó này ngài sợ luôn. Sau khi mới thấy một vị đi xuất gia, rồi mình hỏi sa nạc, đó người đó xuất gia, xuất gia làm gì, giải thoát được già đau chết, đấy điểm này là ngày này vậy rồi, vì tình thương, nếu ta già đau chết là tình thương ta đâu có còn nữa, ta sẽ bỏ người đó, người đó sẽ bỏ ta, như vậy nếu mà không già không đau không chết như vậy là hạnh phúc, bấy nhiêu là ngày đi tìm 6 năm mới được công thức, mới đưa lại cho chúng ta, để lại chúng ta công thức rõ ràng. Như vậy mấy cái công thức như thế nào là tâm, như thế nào tâm, thân tất tâm được người chỉ một gì giác ngộ mới chỉ chúng ta. Và chúng ta ngồi chúng ta mới thấy tâm. Và ghi nhận thế nào, thân như thế nào gọi là niệm thân. Bây giờ tôi muốn niệm tâm như thế nào, niệm tâm như thế nào. Hôm qua sư nói vì giải thích vì vấn đề tác ý. Luôn luôn niệm tác ý, vì tác ý mọc luật của nhân quả. Cái nghiệp đó, cái nghiệp là gì?
Cái nghiệp do tác ý, vì tác ý là nghiệp, nghiệp là cái hành động sư nói vừa nói nãy. Cái nghiệp không có ngăn chặn nó được cái nghiệp. Khi nghiệp thiện bắt đầu nó trả cho an vui vui, nghiệp ác nó trả cho khổ khổ. Làm sao chặn đứng cái nghiệp bất thiện? Muốn chặn đứng cho nghiệp bất thiện, chúng ta coi những cái ai làm cái nghiệp đó, tâm làm. Tâm nào làm? Tâm ta làm, mỗi mỗi chúng ta làm hàng ngày, nó theo ta. Như vậy để thấy cái nghiệp này, khi trước khi chúng ta tạo, thấy ai là chủ động, chính là tác ấy là chủ động. Cái thân này đất nước tự do nó đâu có làm gì đâu, nó thay đổi thật vô thường vô ngã. Nhưng cái nghiệp nghiệp thiện nghiệp ác á, chính là do cái tác ý kêu bằng chetana đó, và tác ý ở trong biến hành tâm sở luôn luôn là cái mặt của nó. Vì vậy các ngài luôn luôn phải niệm. Niệm tâm. Niệm tâm là gì? Niệm tâm là niệm tác ý. Rồi tác ý ở đâu? Tác ý trong hành động của chúng ta. Mỗi cái thân này, tất cả nhất cử nhất động đều có tâm trong đó hết. Vì chúng ta hiểu, chúng ta là con người mới hiểu được cái luật nhân quả. Hiểu được luật nhân quả là một người có căn và có thượng căn thượng thượng trí mới ngồi thiền được, mới thấy được tâm và thấy được thân và hiểu như thế nào gọi là tứ đại đất nước lửa gió. Khi mà đất nước lửa gió là một tục đế và đất nước gió gọi là cái tứ đại, nhưng mà đặc tính của gió bắt đầu hiểu ngồi mấy bữa ra đó là cái gió. Gió là chỗ nào? Gió nó là di động, chuyển động, là như vậy hiểu. Rồi bắt đầu thấy được gió, rồi thấy được lửa, lửa là nóng, nhiệt độ bắt đầu thấy. Rồi ai biết người bắt đầu tâm, bắt đầu thấy thân, thấy tâm. Rồi hành động của mình hàng ngày luôn luôn ở trong thiền mình sát, luôn luôn phải niệm tứ niệm xứ. Chúng ta không một xứ mà tới bốn xứ Đức Phật dạy: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà một cái chánh niệm nó ghi nhận được một cái đối tượng thôi. Nếu mà đang niệm đối tượng thân là chỉ ghi nhận một cái thôi. Trong lúc mà chú tâm nơi bụng, giờ tâm nó ở nơi bụng rồi thì nó ở mặt ở đó. Bây giờ cho nó hiểu biết bằng cách đó. Có biết không, có biết không, có biết không, thấy chỗ này nó chuyển động không, chuyển động mới niệm đó. Luôn luôn là niệm bao nhiêu rồi, học không rồi. Vậy thấy nhắc cho tâm luôn luôn là thức tỉnh. Thức tỉnh, thức chuyên, cho đến khi mà không còn quên nữa. Không biết trong lúc nào không còn quên là quý vị A-la-hán rồi. Không còn quên là A-la-hán rồi, hết nhắc rồi. Vì vậy chúng ta mới mới tập. Tập để tâm chúng ta luôn luôn là chúng ta biết. Luôn luôn là chúng ta biết. Thì trong lúc đấy chỉ niệm thân thôi. Trong lúc niệm thân đó là niệm nè, là sở hữu trí tuệ. Và khi mà niệm bắt đầu tâm đại chú đi cho đó rồi, rồi chỉ nói cho biết là cái trạng thái của sắc pháp, của gió là nó chuyển rồi. Bây giờ nó tâm nằm ở trong đó rồi, tâm nằm ở nơi đó, bắt đầu bây giờ nó kinh nghiệm sự chuyển động, chuyển động, chuyển động, chuyển động, luôn luôn là chuyển động, chuyển động. Bắt đầu mới hiểu, ô cái này là gì? Cái này là một cái vô thường. Bắt đầu nghĩa là không thường. Nếu thường bắt đầu chỉ là phòng phòng luôn, không có xẹp, nó không có xẹp, mình nó phòng rồi nó xẹp, xẹp rồi nó phòng, đa thường. Như trên thế gian này làm sao có cái chuyện đó, nè, luôn luôn. Đâu có ai mà sanh mà không chết, mà chúng ta giác ngộ không, thấy người ta sanh người ta chết chắc không giác ngộ, không hiểu được. Thì nhờ ngồi vậy mà chúng ta thấy hiểu như vậy. Một là người ta giác ngộ với một đặc tánh của thân quán niệm xứ. Hai, thứ hai nữa sẽ biết được cái thọ quán niệm xứ. Bây giờ quý vị ngồi đó, sợ gì bây giờ? Sợ đau. Ai cũng vậy. Chính là sư hồi đó sư tu ở trong chùa, chùa người ta hành thiền, nhưng mà hành thiền định. Ở Chợ Lớn có một chùa gọi là chùa Giác Quang,
năm 1950 sư phụ ở chùa đó, rồi các vị đã hành thiền, thiền định. Rồi cứ khuyên tại sao sư không ngồi thiền, sư không ngồi thiền. Đâu có dám ngồi, nghỉ. Để ngồi gì nó đau, nó nhức, nó bệnh, nó bảo ôi đủ chuyện hết. Nà. Nhưng mà khi mà nhờ gần gần người bạn lành, sư nhờ gần người bạn lành, thì nhờ người bạn lành mới nhắc. Trong khi gặp những sự đau khổ, cũng như bệnh vậy đó, gặp bệnh, rồi người ta nghe bác sĩ đó hay, thì nói, có bác sĩ đó hay lắm, đi đi. Thì chúng ta cũng vậy, ai cũng tìm có bác sĩ hay. Mà trước khi đi bác sĩ hỏi vị nào chuyên môn, chúng ta mới đi ngay bác sĩ đó. Thì trong khi mà người phàm ở trên thế gian này làm sao mà không buồn, một khi buồn, thì trong lúc đó có gì đó mà trị. Người bạn đó, đi tu đi, đi tập thiền đi. Nhờ vậy mà sư đi tập thiền. Thì trong lúc đó mới dám ngồi thiền. Tại sao? Sư thấy tâm nó đau hơn thân trong lúc đó. Tâm nó đau hơn thân. Đau bằng cách nào? Đau bằng cách là nghĩa là buồn. Nghĩa là buồn một đêm mà không ngủ được. Nói vậy đó. Bác nói là đau tâm rồi. Bây giờ ở đây mấy đứa nhỏ nó nếu mà nó chơi game quá luôn luôn nó cũng bị đau tâm á. Buồn, lo, tranh đấu gì khi vậy cái game đó. Cũng không ngủ được. Vậy chỉ là không ngủ được mà thấy sợ. Nó, một cái tâm mà khi mà tâm bất thiện nó phá rồi. Tâm là trạng thái trong sạch nhưng mà bất thiện trong cái màu á. Màu đen mà nó phá rồi đó. Màu đỏ. Màu đỏ khi mà trộn nước, nước đỏ rồi quý vị thấy không? Nhìn thấy màu đỏ mà mệt mắt thì người ta thấy thích màu xanh đó. Nào. Thì nó mệt lắm, mệt mỏi. Thì nhờ vậy mà sư đi tu. Mới hiểu. Và đi tu mới như quý vị đó. Cũng có duyên. Thì quý vị mới đi tìm. Tìm như thế nào? Cũng có sự sợ, không biết sợ gì đó. Có cái gì đó. Nếu không, nghĩa là có bệnh rồi mới đi uống thuốc. Nói vậy đi. Mà cái gì có bệnh, quý vị biết. Đây khỏi hỏi bệnh. Nhưng mà ở bác sĩ đời đó phải hỏi, hỏi hết. Không hỏi cũng ra nữa. Đem quý vị đem đi thử ra hết. Thì còn cái này đâu có hai bệnh thôi. Bệnh buồn với bệnh lo. Khỏi nói nguyên nhân buồn là sao khỏi hỏi. À, buồn tại chuyện của quá khứ khỏi kể rồi. Một cuộc đời của quá khứ toàn là mất, toàn là thất không. Biết chúng ta mất nào, mất ông, mất bà, mất cha, mất mẹ, mất của cải, mất mất tình thương. Mất hết bắt đầu buồn. Rồi bắt đầu đi tới lo, không biết tôi được như vậy không, không biết tôi được. Hai bệnh đó thôi, hai bệnh, bệnh buồn, bệnh đau. Hai bệnh này có gì trị bệnh? Ngồi thiền. Ngồi thiền. Là xuất sắc. Muốn niệm bằng cách nào được? Thiền định hoặc thiền quán. Nhưng mà thiền định chứ quý vị vượt qua trong một thời gian ngắn hạn. Còn thiền minh sát này giải thoát cho chúng ta mãi mãi. Giải thoát mãi mãi. Như vậy khi quý vị đi hành thiền vậy, quý vị đừng có quên cái nghiệp. Bây giờ già không tránh khỏi cái kiếp này nè. Bệnh không tránh khỏi, chết không tránh khỏi. Nhưng cái nghiệp này này phải đổi. Nghiệp này phải đổi. Hồi trước tôi làm sai, bây giờ tôi không làm sai nữa. Bằng cách ngồi đổi nghiệp. Làm sao đổi nghiệp? Đổi tâm trước. Tâm mà đi bậy bạ ra. Nhắc tâm thôi, không biểu, không la, không rầy nữa. Nó, con nít còn la, còn rầy, tâm không có la. Đức Phật rất là dịu. Dịu dàng, chỉ nhắc thôi, tốt cũng nhắc, và sâu cũng nhắc. Tốt nhắc, tốt, 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 sâu nói sâu, sâu, sâu vậy đó. Chỉ nói xuống vậy đó, người đó tự sửa. Cái tâm mình tự tỉnh thức, nhắc như vậy. Chứ không nói gì ngoài, cái chánh niệm, ghi nhận nghĩa như vậy. Có sao nói vậy, có sao nói vậy, ghi nhận vậy, chánh niệm. Nhờ ghi nhận vậy nó biến thể, một cái ánh sáng của tâm linh. Như vậy quý vị không quên vấn đề niệm tác ý rất là quan trọng của thiền minh sát. Nếu quý vị không niệm tác ý, quý vị không bao giờ quý vị thấy rõ được
cái luật nhân quả không thấy rõ được nhân quả. Phải niệm đắc ý. Làm sao quý vị tới đây được? Trước khi tới đây quý vị có sự muốn. Tới giờ pháp thoại, tới giờ nghe pháp, có biết giờ đó rồi quý vị có cái muốn trong đó, không quên ghi nhận nó, biết nó muốn đó. Rồi quý vị mới tới đây. Cái hành động tới đây gọi là co tay kêu tiểu quê nghĩ biết bao nhiêu, từ đi tới đó, rồi tự mở cửa vô. Và trước khi ngồi, làm sao thân này tự động ngồi được? Nó là đất nước địa, muốn ngồi bắt đầu nó ngồi. Làm sao thân này muốn đứng dậy, đứng dậy. Làm sao nó đi, muốn đi mà đi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn là omit, nghĩa là không thấy, không niệm, quên bỏ. Mà nếu quý vị niệm, mấy quý vị hiểu rõ cái luật nhân quả, hiểu rõ cái luật nhân quả. Từ chỗ này bắt đầu nó biến thấy cái gì nữa? Từ hiểu luật nhân quả, nó thấy rõ cái phản ứng của cái thân thiên nhiên này. Vô thường khổ vô ngã. Đây là một bài học nó dạy ta. Trong thân này có cái gì? Bây giờ nó đang thay đổi nó. Bây giờ nó đang khổ, không làm chủ được chỗ này mà gọi là già không làm chủ, không ngăn cản nó được. Và bệnh không ngăn cản được, nó phải chết không ngăn được. Bằng trí tuệ chúng ta thấy, ngồi thấy nó lợi. Mà thấy chỉ niệm tâm, niệm tâm mà thấy thân, thấy tâm, bắt đầu ba cái này nó lên. Và nếu quý vị khuyết điểm niệm tâm thì rất là lâu, rất là lâu không thấy được đắc ý, mà không hiểu lực nghiệp báo như thế nào. Rồi mấy cái huệ tái tái đó, rất là lâu không quên niệm đắc ý, biết bao nhiêu, đừng bỏ, ít hoặc nhiều, quên là thôi. Và nếu mấy cái hành động lớn lớn của quý vị phải cố gắng đừng có bỏ. Một ngày nếu quý vị trở về nhà, một lần, hai lần, ba lần, cũng biết là có trí nhớ, có chánh niệm, thấy được tâm của mình. Vậy mới là quý vị muốn làm cái gì, đó là tâm. Còn cái tham sân si, tự nhiên mình niệm tâm tham sân si, mình niệm. Còn bây giờ cái tác ý đó là cái nghiệp. Khi mà quý vị niệm như vậy đó, dù quý vị nghĩ sai đi nữa, quý vị niệm hoài là bắt đầu nó sửa. Vì cái tâm chúng ta có chiều hướng của nó, bất thiện hay nào tới giờ, có một cái gì bắt đầu nó có phản ứng thích trong đó. Mà nếu quý vị niệm một cái bắt đầu nó sửa, thấy đôi khi muốn lấy liền, nhưng quý vị niệm muốn lấy và muốn bắt đầu nó sửa là chưa lấy, hồi trước thấy là lấy được bạn của mình, lấy liền. Rồi bây giờ cái này mình chưa hỏi bạn của mình, không nên lấy. Nó sửa cho mình như vậy, cái này có chủ. Nghĩ thế giới của mình, đôi khi dù bạn của mình cũng phải hỏi. Tới vậy là nó, bạn không lấy, hồi trước nữa bạn lấy không cho anh ta biết. Rồi tới xa hai, muốn lấy, cũng phải hỏi bạn của mình. Tới vậy là biết là bạn của mình thôi, mình lấy, nhưng cũng phải hỏi. Tới vậy, bắt đầu nó sửa cái gì. Chỉ niệm thôi, cho không phải, không biểu nó. Quý cái sự ghi nhận lại một cái vi diệu, là một ánh sáng. Từ ghi nhận đúng, mà khi ghi nhận bắt đầu mới suy nghĩ đúng được. Mà không ghi nhận, không suy nghĩ đúng đâu. Ở Ấn Độ khi mà sư đi đó, họ cái cách đếm, họ không đếm 1, 2, 3 đâu. Họ đếm tiền ở đại hồng rộng, họ nói 1, 1, 1, rồi 2, 2, 2. Đếm tiền 1, 1, 2, 2. Đếm dội nhau, bắt đầu không quên. Rồi 3, 3 cũng một đồng, đếm hai lần. 1, 1, đây chỉ 1, 2, 3, nhanh lắm. Còn Ấn Độ nó chậm lắm. 1, 1, 2, 2, 3, 3, đếm tiền vậy đó. Rồi làm sao lộn được 1, 1. Một rồi 2, 2, 2 làm sao rồi 3, 3 vậy đó. Thành ra làm sao lộn được, không lộn được. 1, 2, 3, 4 cửa, nếu 1, 1 không làm. Thành ra bây giờ cũng vậy, không đi tập cái trí nhớ ghi nhận, trí nhớ là cái nghiệp. Nhưng mà chúng ta sửa nghiệp chỉ trong kiếp này thôi, sửa vì nghiệp phải chấp nhận. Hồi nãy nói, nhưng mà cái nghiệp cũ chúng ta chấp nhận. Cái nghiệp mới này chúng ta làm được cái nghiệp mới này để giải thoát những cái phiền não. Cái già đau chết lại chúng ta vật mượn của người khác. Chúng ta phải trở lại đất nước lý do trở lại. Mà chúng ta không vay trở lại nữa. Không vay nó trở lại mà phải trả nữa. Vì mấy vấn đề giải thoát. Giải thoát khỏi ngũ quẩn. Chúng ta không chấp, chỉ một chấp đó là chúng ta dính mặt cho nó. Rồi lâu lâu sự thật nó là như vậy, sự thật cứ như vậy, sự
cuối cùng không có gì hết. Cũng như sư vừa giải thích Đức Phật dạy, thân này giống như bọt nước, thọ giống bọt nước, nổi rồi nó bể, bắt đầu tôi nhìn thấy đó, bắt đầu hành một cái này một cái kia, cuối cùng không có gì hết đó. Và thức cũng như dạo bộ, cuối cùng ngủ vẫn là ngủ, phát sinh một trí tuệ. Thì cái này mà là giới hương vị hình định hương. Chúng ta sống như giới khi trong khi còn danh sắc này, sống như giới, giới thôn, người hóa thôn, thôn ngược gió, qua định, định hương, sống như hương thôn của định, qua vị hương. Vị hương này sống cuối cùng, sống mãi mãi. Cái sự hiểu biết đúng, và hiểu biết đúng rồi cái này bắt đầu. Cái tục đế nó trở về tục đế, mà chân đế trở về với chân đế. Như vậy mới chúng ta sửa cái nghiệp, nghiệp trong lúc bây giờ. Vì một cái đi chúng ta, cái nghiệp này ma vương không bắt được, không có tham. Mà không có tham, không để một cái dấu. Người ta bắt một trộm cướp được vì cái dấu tay, nhưng mà cái dấu này không bắt được. Một đi chỉ cái hành động, chứ không có tham, không sân trong một bước của quý vị. Mỗi bước của quý vị, một hơi thở, một hành động của quý vị. Như vậy chỗ này để quán mặt của ma vương. Ma vương quý vị già đau chết, cái chết đó, ma vương đó không theo chúng ta được. Điểm này quý vị là vi diệu. Quý vị mà phương pháp Đức Phật dạy chúng ta. Mong rằng quý vị không quên niệm vấn đề ta cái quy tắc ý là nghiệp vậy. Thì thầy giáo đi đến đây tạm dứt nguyện hồng tam bảo. Hộ trì quý vị được an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.